Xin chào tất cả mọi người, rất vui được trở lại với kênh của mình lần nữa. Và hôm nay Hải lại tiếp tục giới thiệu một trò ảo thuật mới nữa. Với trò ảo thuật này thì Hải sẽ biểu diễn là với 4 lá bài, là cái tứ quý 6. Và Hải sẽ biểu diễn và Hải sẽ lấy từng lá bài sắp vô. Theo cả nhà thấy thì Hải đã lấy một con bài sắp vô, và con 6 tiếp theo là con 6 chuồng. Hải sẽ sắp vô trên đầu, Hải sẽ sắp 4 cái lá bài này vô, và tiếp theo Hải sẽ lấy con 6 bích sắp vô tiếp theo, là còn một con 6 cơ, và Hải sẽ up tiếp tục theo. Thế nhà thấy là up 4 con 6 lên đó, và Hải sẽ chia ra 4 con 6 ra, và Hải sẽ lấy từng con nhét vô từng vị trí trong những cái lá bài khác nhau, từng chỗ khác nhau. Hải lấy một con 6 và tiếp theo lấy một con 6 nữa, Hải sẽ nhét cách phản ra. Theo cái nhà thấy là còn 2 con 6 nữa, con 6 thứ 3 sẽ được nhét vô, và con 6 thứ 4 Hải sẽ tiếp tục nhét vô tiếp. Với cái thứ quý 6 này, Hải sẽ biểu diễn với chỗ thật này, Hải sẽ nhét tiếp tục vô, và Hải sẽ đẩy 4 con 6 đó vô. Theo cái nhà thấy là 4 con 6 Hải đã nhét vô như thế, 1 2 3 4 1 2 3 4 6, một cái tứ quý 6 nhét vô như thế, và Hải sẽ đẩy vô trong cái lá bài này cho sát và đều lại với nhau. Đó, 1 con 2 con 3 con 4 con, và Hải sẽ biểu diễn chỗ thật này cho các bạn thấy, là Hải sẽ hồ biến nó nằm bên mặt đó, và Hải sẽ biến nó 1 con 6 2 con 6 3 con 6. Theo cái nhà thấy thì hồi nãy đã nhét 4 con 6 nằm từng ấy trong cái lá bài, nhưng mà bây giờ nó đã nằm trên mặt. 1 con 6 2 con 6 3 con 6, và con 6 thứ 4 được lật lên, cực kỳ hay và cực kỳ thú vị luôn cả nhà ơi, rất là hay. Và sau đây Hải sẽ giải mã trò thuật này như sau. Với trò thuật này các bạn phải chuẩn bị cho mình một bộ bài và một cái túi 6 như thế, thì cả nhà chọn cái túi nào cũng được, nhưng mà Hải đã chọn cái túi 6. 6 có nghĩa là lọc quanh năm, có nghĩa là Hải sẽ chọn lọc quanh năm là túi 6, theo phong thủy của các nhà tiên sư đã nói như thế, chứ Hải không có biết. Thì Hải và chúng ta chuẩn bị là và chúng ta chuẩn bị tô bài và túi sáng như thế, và chúng ta lấy 3 con bài chúng ta nhét ở dưới, chúng ta chuẩn bị sẵn và nằm phía dưới một con 6 bất kỳ. Thì Hải đã chọn nó là dưới con 6 cơ, tại Hải đã cho các bạn thấy nên Hải không có làm cho kỹ nó. Và chúng ta chia, chúng ta nhìn, chúng ta lấy từng con 6 nhét lên, chúng ta sắp vô đó nó, và con 6 cuối cùng và dưới 3 lá bài là chúng ta để cuối cùng. Đó, theo cả nhà thấy là con 6 nằm dưới 3 lá bài, tùy hoặc chọn, tùy các lá bài đó cả nhà chọn và các bạn chọn, tùy cái lá bài nào cũng được. Đó, chúng ta sắp vô kỹ, chúng ta cầm cho kỹ. Đó, chúng ta cầm nằm làm như vậy, và chúng ta cầm, chúng ta đẩy lên. 3 con 6 đó nằm ở trên rồi, và chúng ta lấy 3 lá bài đó và con 6 nữa thì chúng ta chia ra. Đó, và chúng ta có nghĩa là chia 3 cái lá bài đó ra vào con 6. Ồ, cái đứa quý 6 nằm ở trên mặt rồi. Đó, cực kỳ dễ làm luôn. Và chúng ta chia ra, tổng là chúng ta chia 4 con 6 ra, nhưng mà là chia chỉ có một con 6 thôi, và 3 cái lá bài bất kỳ. Đó, cái lá bài con 6 chúng ta để sau, chúng ta nhét sau đó. 3 con 6 nó nằm trên tay, nằm trên mặt. Theo cái nhà thấy 3 con 6, chúng ta đẩy lên mặt, và sau đó chúng ta sắp từng lá, 3 lá bài đẩy kia từng chỗ, từng chỗ. Người ta tưởng đâu mình là sắp cái túi 6 như đó. Đó, con 6 cuối cùng chúng ta sắp cái lá thứ 3, cái lá thứ 3 trên đó. Đó, là sau cái lá thứ 3 hay thứ 2 gì đó. Đó, sau cái lá thứ 3
sao có lá thứ ba nha cả nhà, 1 2 3 sao có lá thứ ba, tại chúng ta được làm cái quý 6 và chúng ta thắp vô và chúng ta chia ra lại, chúng ta chia từng con từng ra từng con từng lá bài ra, 1 2 3 là 6 con 6 nó nằm trên mặt, 1 2 3 4 con 6 chỉ như thế thôi. Với chỗ thật này cực kỳ dễ làm và cực kỳ hay luôn và cực kỳ thích thú luôn. Chọn thực là chúng ta đi sử dụng một bộ bài với một cái túi quý tùy bất kỳ các bạn chọn cái túi nha. Mà Hải đã chọn cái túi quý 6 thì biểu diễn của chọn thực này, chọn thực rất là hay và cực kỳ thú vị luôn và cực kỳ dễ làm luôn. Nhìn rất là khó nhưng mà Hải đã giải mã rồi thì rất là dễ làm, chúng ta có thể biểu diễn mỗi lúc mọi nơi luôn cho tất cả bạn bè người thân chúng ta xem, thì chúng ta cô gái gì đó tùy các bạn. Chúng ta sắp vô 6 4 con 6 như thế và chúng ta chia ra thì với chỗ thật này rất là dễ làm. Chúng ta chia ra đó, chỉ như thế thôi. Chỗ thật này rất là dễ làm. Chúc các bạn và cả nhà xem video của Hải thật vui vẻ và hạnh phúc, và nhớ để lại comment để cho Hải biết có những sơ sót gì đó, các bạn comment để lại dưới video để Hải biết và sửa, và Hải sẽ kinh nghiệm sẽ làm ra những video thật là hay và thú vị hơn nữa ở những video tiếp theo. Trong video này có những cái gì mong các bạn và cả nhà thông cảm bỏ qua. Tôi Hải sẽ đẩy từng lá bài vô, bốn lá bài như thế và Hải sẽ đẩy bốn lá bài vô, chúng ta đẩy từng lá vô, 1 2 3 4, đẩy bốn lá bài vô và chúng ta sẽ hồ biến nó và chúng ta sẽ chia bốn lá bài cho ra, chỉ như thế thôi, cực kỳ dễ làm luôn. Video này Hải quay là Hải chỉ nói chuyện thôi chứ Hải không có nhắc nhạc gì nên cũng không có hay, mong các bạn ở nhà thông cảm bỏ qua nha. Thì do mới làm video nên Hải chưa có biết làm hay là ghép những gì đó hay cho cả nhà xem, mong các bạn ở nhà bỏ qua. Chúng ta đã đặt lên được cái quý 6 như thế. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Máy bay và hẹn gặp lại cả nhà.